một trong những dòng trà hoa vàng có vị hoa và lá của nó thơm nhất, đó chính là trà hoa vàng Tam Đảo Ensis. Và bên cạnh tôi đây chính là cây trà hoa vàng Tam Đảo Ensis. Khu vực này chính là khu vực mà chúng tôi đang trồng và phát triển. Những cây Tam Đảo Ensis này được khoảng từ 5 đến 10 năm rồi. Và đối với những cây bên cạnh tôi đây, mọi người thấy cây bên cạnh tôi đây nó khoảng 7 năm tuổi. Và thời điểm này đang là thời điểm ra lộc của nó. Và tuy nhiên thì cái thời điểm vụ này của nó đang là cái vụ hết vụ hoa rồi, chúng tôi mới thu hoạch xong. Hiện tại thì cũng chỉ đang là bắt đầu ra đâm chồi nảy lộc của nó thôi. Cái đặc điểm đầu tiên mọi người thấy đối với cả cái cây Tam Đảo Ensis này thì cái đặc điểm nhận biết nó đó chính là cái lộc non nó ra sẽ có cái màu hường như này. Một cái màu nó khá là lạ mắt và đặc trưng. Duy nhất chỉ có Tam Đảo Ensis nó có cái màu như này thôi. Đó, đây mọi người thấy toàn bộ đều ra những cái lộc non màu rất đẹp như này. Bên này cũng đây một cái khác này, nó đang ra cái màu hường như này. Duy nhất chỉ có Tam Đảo Ensis mà có màu này mọi người nhé. Và cái lá đó sẽ có cái hương vị rất là ngon, thơm ngon. Tôi thì cũng rất là hay thu hái lá của Tam Đảo Ensis này để dùng pha trà. Chứa được chúng ta pha thôi. Pha trà thôi. Đây. Với khoảng 10 đến 15 lá trà Tam Đảo Ensis này chúng ta đã có thể pha được một ấm trà rất là thơm ngon. Ở đây thì chúng tôi có cung ứng cả những cây trà Tam Đảo Ensis lớn như thế này. Đối với những cây này, cây chúng tôi trồng ra đất hết rồi nhé. Cây này trồng được khoảng 6 đến 7 năm tuổi đấy. Có hai thân, thân chính của nó, cái vanh thân chính nó đang rơi được khoảng từ vào 15-16 rồi. Và đường kinh gốc thì nó được khoảng 5-6 cm. Còn vanh là rơi khoảng 15. Đó. Ngoài ra có rất là nhiều nữa. Đây là một cây Tam Đảo Ensis này. Tuy nhiên thì cây này nó cái lộc của nó ra, nó đã ra khá là lâu rồi nên là cái màu nó biến sang màu, đổi sang màu xanh như này. Còn khi nó bắt đầu ra thì sẽ, vẫn sẽ có cái màu của nó hồng 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 như kia. Đây, cây này cũng vậy. Khi mà nó phát triển đủ khỏe đủ lớn rồi thì lá sẽ vẫn xanh, chuyển sang màu xanh như này. Còn khi lá non sẽ có màu hồng. Đó. Đây có một cây Ensis khá là cao này. Cây này thì nó phải được cao khoảng 3 mét rồi. Vành gốc khá là to. Cây này vành gốc khoảng tầm 17-18. Đường kính khoảng 6 cm. Đây, và sau này cũng có rất nhiều Tam Đảo Ensis này. Và cái chỗ này của tôi thì chủ yếu trồng Tam Đảo Ensis này. Cái phần đây là chính là phần dãy núi Tam Đảo. Cái độ cao tôi đang đứng hiện tại nó rơi vào khoảng từ 400 đến 500 mét so với mực nước biển. Và cái phần phía dưới này chúng tôi trồng Tam Đảo Ensis rất là nhiều. Trên kia thì một số dòng khác như là dòng Tiến Ni, Hakoda Tam Đảo và Kim Hoa Trà. Ở đây rất là nhiều Tam Đảo Ensis. Đây có một cây khá là đẹp. Cây này cây khá là đẹp. Cây này tán rất là rộng xung xuê. Riêng cái này các bác mà mua về sử dụng thì chúng ta có thể sử dụng lá thoải mái luôn. Cây này thì không lo về lá rồi. Mỗi lần thu hoạch mấy chục lá, trăm lá cũng được. Đây, kiểm tra cái vành gốc của nó này. Đây, vành gốc nó rất là to. Hai thân. Zoom sát lại đây. Zoom sát đây cho mọi người nhìn. Lại gần hẳn đây. Đây. Vành gốc này của nó, cái vành phía dưới của nó này. Nó phải rơi khoảng ngoài 20 rồi. Khoảng 23. Thì đường kính của nó khoảng 8 cm. Còn mỗi thân này của nó thì mỗi thân này của nó thì vành khoảng 13 đến 15. Đây rất là to. Và tán phát triển rất là đẹp như này. Chiều cao rơi khoảng từ 2m đến 2m2. Tán rất là rộng xung xuê đẹp. Cây này rất là đẹp. Đây này có một cây như này. Cây này chúng tôi đều trồng những cây và chúng tôi đảm bảo phát triển là nó đều là những cây rất là đẹp thì mới cung ứng để giới thiệu cho mọi người. Ngoài làm cây giống là chúng tôi cũng phát triển những cây này nữa, chúng tôi trồng rất là lâu rồi. Bản chất thì Tam Đảo chúng tôi là cái nôi của những dòng trà hoa vàng quý hiếm. Chúng tôi có đến 8 dòng trà hoa vàng Tam Đảo quý hiếm. Tuy nhiên thì để đối với những cái dòng nó nằm ở cái độ cao vừa phải mà chúng ta có thể trồng được, vừa trồng và sử dụng thì có Tam Đảo Ensis này và Hakoda Tam Đảo. Thì nó vừa tầm chúng ta có thể trồng được. Đây, cây này thì nó vành gốc nó cũng rơi vào khoảng 15 đến 18 rồi. Được đến khoảng 6 đến 7 cm. Rất là nhiều nữa. Cây Ensis rất là đẹp. Đó. Đối với những bác mà chúng ta yêu thích cây trà Tam Đảo Ensis cũng như là yêu thích trà hoa vàng và muốn sử dụng trà, thứ nhất là nó dùng rất là ngon, thứ hai là nó có là một phần dược liệu rất là tốt cho sức khỏe, độ đặc biệt là hỗ trợ đối với những căn bệnh về ung thư và làm giảm cái sự ức chế cái sự phát triển của một số cái tế bào xấu trong cơ thể. Thì đều đã được chứng minh, Tam Đảo Ensis đã được nghiên cứu chứng minh cùng với Hakoda Tam Đảo vào năm 2007 bởi bác giáo sư tiến sĩ Trần Ninh và đều đã được đưa ra có những minh chứng rõ ràng về hơn 400 hoạt chất dược liệu bên trong nó. Thì các bác đối với những ai mà chúng ta không muốn trồng những cây nhỏ thời gian thu hoạch thì riêng về trà hoa vàng ấy, chuẩn Tam Đảo của chúng tôi ấy, thì ít nhất phải đến năm thứ 5 đến năm thứ 6 bắt đầu từ trồng những cây giống như thế này thì phải 5 đến 6 năm nó mới bắt đầu cho bói ra hoa. Tuy nhiên thì cái thời điểm nó thì cái sản lượng hoa không được bao nhiêu cả.
Với những cây như này đây, chúng tôi phải trồng đến khoảng 7 năm rồi, 7 đến 8 năm rồi thì nó mới được như thế này. Mọi nhu cầu chi tiết thì hôm nay làm một video ngắn cho mọi người về cây tam đảo anxit này thôi. Mọi người có nhu cầu trồng phát triển tam đảo anxit đấy, mọi người liên hệ với tôi. Tôi có điện thoại đính kèm dưới video 0397928951. Tuy nhiên thì cũng là lưu ý một chút cho mọi người, chúng ta trồng chúng ta phải đảm bảo đối với những cây trà hoa vàng này là phải trồng đảm bảo với tán cây như thế này. Ở đây chúng tôi phải lợi dụng rất là tán cây này, đây là cây giáng hương này, một số dòng cây khác nữa đó, để đảm bảo là nó có đủ cái tán che chắn nắng và cũng như là những cái đường ống nước như này, chúng tôi phải bố trí đầy đủ đường ống nước. Và bản chất thì trà hoa vàng không thể thiếu nước được đó, rất cần nước và không tránh chúng ta thiếu tiếp xúc với ánh nắng trực tiếp này. Đây có những cái tán cây này phải đảm bảo như thế. Còn chúng ta không có tán cây, chúng ta phải che chắn lưới vào một chút, không phải là lưới dày mà lưới đen, nó có hơi có cái lỗ thoáng nó sẽ thoải mái hơn. Hôm nay chia sẻ một chút cho mọi người về cây trà hoa vàng tam đảo anxit. Nếu mọi người có nhu cầu muốn mua thì liên hệ cho tôi và hãy bấm đăng ký kênh để ủng hộ kênh của tôi ngày một phát triển hơn, cũng như là kịp thời theo dõi những video khác tôi chia sẻ về một số dòng trà hoa vàng khác nữa. Xin chào.